Tại Thế vận hội Munich 1972, vận động viên thể dục dụng cụ 17 tuổi đến từ Liên bang Xô Viết đã cho cả thế giới thấy được thế nào là đỉnh cao thực sự của môn thể thao này. Ban đầu bài biểu diễn sản lệch của cô không mấy ấn tượng, thậm chí cô đã mắc sai lầm lớn. Nhưng ngày hôm sau, cô đã khiến cả thế giới sốc với động tác nhào lộn được cho là đã mở ra một kỷ nguyên mới của môn thể dục dụng cụ và động tác này được gọi theo tên của cô Olga Kobus hay vòng nhào lộn Kobus. Olga Kobut đã giành được sự ngưỡng mộ của người xem với bài biểu diễn trên sàn và xà thăng bằng. Động tác nhào lộn mà cô thực hiện vốn thường là bài trên sàn, xong cô đã biểu diễn nó trên xà. Bài biểu diễn sàn lệch của Kobut ở vòng chung kết tạo nên cơn sốt cho khoảng 11.000 khán giả chứng kiến khi đó, cho dù chiếc huy chương cao nhất đã không đến với cô. Kể từ đó, Kobut được mệnh danh là chim sẻ đến từ Minsk. Cô tiếp tục tỏa sáng với bài biểu diễn trên xà cao 2,5 mét. Ngay lập tức, một bình luận viên đã phát hiện ra một điều rất đặc biệt trong bài biểu diễn của cô. Nhìn kia, anh ta đã hét lên khi cô bút tung người, lộn nhào trong không trung, vòng xoay 360 độ trước khi cô kịp tóm lấy thanh xà và tiếp tục xoay người về phía trước. Khi vừa tiếp đất, cô bút tiếp tục xoay người bay lên xà thấp chỉ bằng quán tính và phần bụng tiếp xúc với thanh xà. Cô đã tạo nên một cuộc cách mạng bằng động tác bay và nhào lộn không thể thành thục hơn. Không thể tưởng tượng một cô gái nhỏ bé có thể làm được điều này, bình luận viên đã thốt lên như vậy trong sự kinh ngạc. Không thể nào, không thể nào, tôi chưa từng thấy ai có thể làm được điều này. Bốn năm trước đó, vận động viên Nadia Comaneci đã trở thành người đầu tiên giành được điểm 10 tại Thế vận hội. Nhưng bài biểu diễn ngoạn mục của cô bút chỉ được ban giám khảo chấm 9,8 điểm đủ để nhận huy chương bạc. Người hâm mộ hoài nghi sự công tâm của ban giám khảo nhưng họ đã không thay đổi quyết định. Lần đầu tiên tranh tài ở một cuộc thi quốc tế lớn, cô bút đã ra về với bốn huy chương, trong đó có ba huy chương vàng. Nhưng sức ảnh hưởng của cô trong làng thể thao thế giới vẫn mãi tiếp diễn và chinh phục hàng triệu người trên khắp thế giới. Nụ cười cởi mở. Những động tác mang tính cách mạng và phong cách biểu diễn đầy duyên dáng đã khiến cô bút trở thành một huyền thoại. Trước khi tham dự Olympic, tôi hoàn toàn là một người vô danh, và chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành một ngôi sao. Olga Kobut đã trả lời như vậy trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017. Đáng tiếc là động tác nhào lộn cô bút đã bị cấm thực hiện tại Olympic bởi người ta cho rằng nó quá nguy hiểm. Cô Bút tiếp tục giành thêm hai huy chương vàng nữa tại Thế vận hội Olympic 1976 và giải nghệ ở tuổi 22 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.